hé lộ sự thật chấn động. Cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 khuyên dưỡng tri chư, khổ trước sướng sau, càng già càng giàu. Từ năm 55 đến năm 70 tuổi hưởng lộc trời cho, cơ hội kiếm tiền ập đến, đổi đời giàu to, an nhàn thảnh thơi hưởng thụ đến hết thời. Kính chào quý vị cùng các bạn. Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Tài Lộc TV ngày hôm nay. Số này cung mạng tương sinh, chẳng sang cũng quý số người thuận sinh. Mùa thu là hợp với chàng, đều đặn sung sướng thanh nhàn lo chi. Mùa hạ bị khắc hàng vi, đông xuân cũng lỗi giàu thì cực thân. Số này cách trở quê hương, tha phương cầu thực mới nên cửa nhà. Trung vận vất vả gian nan, kể từ hậu vận thạnh hưng một bề. Tiền vận rắc rối lôi thôi, ngày gian cũng bị kéo lôi ngục tù. Số may gặp được phước hồng, không thì cũng ở ngục tù từ lâu. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá bức tranh vận mệnh của cô bác tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong hành trình từ 55 đến 70 tuổi. Cuộc đời của tuổi Tân Hợi luôn gắn liền với sự lặng lẽ chịu đựng và những hy sinh thầm lặng. Tân Hợi thường là người đứng sau, hỗ trợ gia đình, vun đắp từng chút một để xây dựng cuộc sống yên ấm cho người thân yêu. Tuy nhiên, đôi lúc, những hy sinh ấy lại bị lãng quên, khiến Tân Hợi không tránh khỏi cảm giác cô đơn, chạnh lòng. Vâng quý vị thân mến, tử vi học có nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó khổ cực túng thiếu, nhưng nhờ vậy họ mới tìm được những tháng ngày tốt đẹp trong tương lai. Trong số 12 con giáp có người tuổi Tân Hợi khuyên dưỡng chi trư, trời sinh số mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả túng thiếu. Nhưng từ 55 tuổi trở đi cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn rất nhiều, đến khi về già họ sẽ có cuộc sống tiền bạc đầy đủ, tinh thần viên mãn sung túc 10 phân vẹn 10. Hành trình từ 55 đến 70 tuổi của anh chị tuổi Tân Hợi không chỉ là những năm tháng chuyển mình sau thử thách, mà còn là khoảng thời gian để tìm lại chính mình, để sống thật hạnh phúc và an nhiên. Dẫu có những lúc anh chị cảm thấy mệt mỏi hay chùn bước, hãy nhớ rằng ánh sáng của hy vọng luôn hiện hữu, chờ đợi anh chị ở cuối con đường. Mỗi ngày trôi qua là một trang mới, nơi mà những điều tốt đẹp nhất đang đón chờ. Vậy vận trình cuộc đời người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cụ thể diễn ra như thế nào? Để biết diễn biến từng năm tuổi từ năm 55 tuổi tới năm 70 tuổi của người tuổi này sẽ ra sao? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua lá số tử vi dưới đây nhé. Chào mừng bạn đến với câu chuyện đặc biệt về những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Họ là những người mang trong mình hình ảnh hiền hòa, giản dị nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh bền bỉ và nghị lực phi thường. Tuổi Tân Hợi gắn liền với biểu tượng của chú heo, biểu trưng cho sự đủ đầy, đức tính hiền lành và tinh thần lạc quan. Hãy cùng khám phá điều gì đã làm nên một Tân Hợi sâu sắc, bản lĩnh và đầy ý nghĩa trong hành trình cuộc đời. Người tuổi Tân Hợi được biết đến với sự hiền lành và bao dung. Họ không thích tranh cãi hay cạnh tranh quá mức, mà luôn chọn cách sống hòa nhã, giữ vững lòng thiện lương trong mọi tình huống. Với trái tim nhân hậu, họ thường là người sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi sự đền đáp. Sự cho đi của tuổi Tân Hợi xuất phát từ tấm lòng chân thành, mong muốn mang lại niềm vui và sự an ủi cho những người xung quanh. Họ có cách nhìn đời lạc quan, luôn thấy điểm tốt đẹp trong mọi vấn đề. Chính điều này giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống với thái độ bình tĩnh và sự kiên định. Người tuổi Tân Hợi không chỉ hiền hòa mà còn sở hữu sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Họ không vội vàng trước những biến động, mà luôn bình tĩnh đối mặt, tìm cách giải quyết vấn đề một cách thấu đáo. Sự điềm đạm ấy giúp họ chịu đựng tốt trước những thử thách lớn. Khi cuộc đời đưa đẩy họ vào những hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Tân Hợi luôn thể hiện một tinh thần bền bỉ, không dễ dàng khuất phục. Họ hiểu rằng thành công không đến từ những nỗ lực bộc phát, mà là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài. Vì vậy, tuổi Tân Hợi luôn làm việc với sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Người tuổi Tân Hợi có tài năng thiên bẩm trong nhiều lĩnh vực, nhưng họ không bao giờ tự mãn hay khoe mẽ. Thay vào đó, họ âm thầm rèn luyện, từng bước nâng cao kỹ năng và trau dồi kiến thức. Sự nỗ lực bền bỉ là điểm sáng trong tính cách của họ. Tuổi Tân Hợi không ngại khó khăn hay công việc nặng nhọc, vì họ tin rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ cũng là người biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Dù bận rộn đến đâu, họ vẫn dành thời gian để chăm sóc bản thân và quan tâm đến gia đình.
Đây chính là bí quyết giúp họ giữ được sự ổn định và hài hòa trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong các mối quan hệ, người tuổi Tân Hợi là những người chân thành và đáng tin cậy. Họ không bao giờ lợi dụng hay làm tổn thương người khác, mà luôn xây dựng mối quan hệ trên cơ sở tình cảm chân thật và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong tình yêu, tuổi Tân Hợi thường thể hiện sự dịu dàng và chu đáo. Họ là những người bạn đời lý tưởng, luôn biết cách chăm sóc và tạo ra cảm giác an toàn cho đối phương. Gia đình đối với người tuổi Tân Hợi là ưu tiên hàng đầu. Họ sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của những người thân yêu, luôn giữ cho gia đình một bầu không khí đầm ấm và yên bình. Một trong những giá trị đáng quý nhất của người tuổi Tân Hợi chính là đạo đức và lòng bao dung. Họ luôn giữ vững chữ tín và sống đúng với nguyên tắc của mình. Họ không chỉ khoan dung với người khác mà còn biết cách tha thứ cho chính mình. Khi đối mặt với sai lầm hay thất bại, tuổi Tân Hợi không chìm đắm trong sự tự trách, mà rút ra bài học để trưởng thành hơn. Họ cũng là những người có trái tim rộng lớn, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người khác và hỗ trợ khi cần thiết. Chính sự bao dung ấy khiến họ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn bè và người thân. Thành công đối với người tuổi Tân Hợi không phải là đích đến, mà là cả một hành trình. Họ không tìm kiếm những vinh quang nhất thời, mà luôn hướng tới những giá trị bền vững. Dù con đường đi đôi khi gặp nhiều chông gai, họ vẫn kiên định với mục tiêu của mình. Họ hiểu rằng chỉ có sự nỗ lực và kiên trì mới tạo nên thành tựu xứng đáng. Thành công của họ không chỉ nằm ở những gì họ đạt được cho bản thân, mà còn ở những giá trị họ mang lại cho cộng đồng. Họ luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những người đi sau và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bao dung và lòng nhân ái. Cuộc đời của họ không chỉ là câu chuyện về sự nỗ lực vượt qua khó khăn, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương và xây dựng giá trị đích thực. Nếu bạn có một người tuổi Tân Hợi trong cuộc đời, hãy trân trọng họ, vì họ không chỉ là người đồng hành đáng tin cậy mà còn là nguồn cảm hứng giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Với họ, mọi thử thách đều có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta sống với lòng kiên trì và một trái tim rộng mở. Tổng quan cuộc đời người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi là những người đi theo chủ nghĩa cá nhân, trời sinh tính cách lương thiện, dễ gần và có nhiều mối nhân duyên tốt. Tuy vậy, họ có tật xấu là bướng bỉnh, hay nóng vội, không có lòng cầu tiến và giao tiếp kém. Vậy vận số của họ ra sao? Liệu cuộc đời họ có xuôi chèo mát mái? Cùng xem lời luận giải về lá số trọn đời của người tuổi Tân Hợi sau đây nhé! Người cầm tinh con lợn là những con người ngay thẳng, thật thà và rất tốt bụng mặc dù hơi thiếu kiên nhẫn. Vẻ ngoài của họ lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không có gì làm họ vướng bận. Nhưng tính cách bên trong thì vô cùng cương nghị, vững vàng. Họ trời sinh có phúc tinh phù trợ, vận số tài lộc vượng. Cuộc sống có nhiều phúc lộc và thường có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, họ mắc thói ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác. Giao tiếp kém hay lo chuyện bao đồng và thích phê phán chuyện thị phi. Do cá tính cương trực, không ưa nịnh hót, lương lẹo lại thêm nghĩ gì nói nấy nên trong cuộc sống họ dễ bị hiểu nhầm. Hay vướng vào tranh cãi với người xung quanh, thậm chí là bị cô lập. Người tuổi Hợi nên đeo ngọc bội hình Phật độ mệnh thì sẽ giúp cầu các kỳ hung, một đời bình an. Về sức khỏe, người tuổi Tân Hợi dễ mắc những bệnh về thận. Thường ngày nên chăm chỉ tập thể dục và giữ đời sống tình cảm ổn định. Đôi lúc sẽ có hiện tượng suy nhược sức khỏe và hành sự dựa nhiều vào cảm tính. Trong công việc, họ rất chuyên tâm. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng, thoái chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Tuổi Tân Hợi có tam hợp quý nhân là Mão, Mùi, lục hợp quý nhân là Dần. Trong đời sống và công việc, các chú lợn nên tìm bạn bè, đối tác làm ăn thuộc các con giáp trên. Họ sẽ đem lại nhiều may mắn và giúp bạn gây dựng con đường sự nghiệp. Nhìn chung thì vận tài lộc của người tuổi Tân Hợi rất rực rỡ. Trong việc kinh doanh, buôn bán cần phát huy sức hút cá nhân. Sẽ phát triển thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nhìn trước ngó sau cẩn thận thì hãy dũng cảm tiến tới nắm bắt cơ hội trước mắt. Người tuổi Tân Hợi thường sống ngay thẳng, chính trực. Trời sinh tính tình trong sáng, lãng mạn, quang minh lỗi lạc, hướng về công lý. Phong cách làm việc nghiêm túc, cẩn trọng. Họ là những người có học thức, khao khát kiến thức, ham học. Trong đời sống, họ biết cách cư xử đúng mực.
họ luôn giữ thái độ thân thiện, hào phóng, độ lượng, không so đo. Cũng nhờ vậy mà họ luôn có nhiều bạn bè và các mối quan hệ thân thiết. Bạn bè của người tuổi Tân Hợi rất yêu quý họ. Một khi đã trở nên thân thiết, tuổi Tân Hợi sẽ hết lòng chăm sóc và quan tâm bạn bè. Con giáp này thích cuộc sống tiêu dao, không phải lao tâm khổ tứ để kiếm kế sinh nhai. Phụ nữ tuổi Hợi vô cùng coi trọng gia đình. Họ thường lên kế hoạch quản gia cẩn thận, chi tiết. Đồng thời họ cũng là người biết nhẫn nhịn, không e sợ nghịch cảnh. Do bản tính lương thiện, tin người, tuổi Tân Hợi dễ bị mắc lừa. Con giáp này có tính thích phê phán, tính tình nôn nóng, hay tức giận, dễ lung lay, không thích giao tiếp với người ngoài. Nữ tuổi Tân Hợi đa nghi, hay đố kỵ. Họ có tầm nhìn hạn hẹp, bướng bỉnh, ham chơi, không có chí tiến thủ. Điểm xấu nhất trong tính cách người tuổi Tân Hợi là thích phá đám, nghịch ngợm. Họ sẽ bày trò để trêu chọc, phá phách người khác cho đến khi đối phương thua cuộc, thất bại mới thôi. Tử vi trọn đời tuổi Tân Hợi tài lộc. Tuổi Tân Hợi là cung hoàng đạo có số tài lộc đẹp nhất trong toàn bộ 12 cung hoàng đạo. Trời sinh nhiều tài lộc, may mắn. Chỉ cần bạn nỗ lực, chăm chỉ làm lụng thì tài lộc không mời mà đến, cuộc sống không phải lo nghĩ. Ngoại trừ tự tin và siêng năng thì đã có thừa, hãy nhớ chú ý đến các mối giao hảo xung quanh. Đó cũng có thể là những quý nhân đem đến sự trợ giúp bất ngờ trong công việc và cuộc sống. Nhìn chung thì vận tài lộc của người tuổi Tân Hợi rất rực rỡ. Trong việc kinh doanh, buôn bán cần phát huy sức hút cá nhân, sẽ phát triển thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng hãy dũng cảm tiến tới nắm bắt cơ hội trước mắt. Tử vi trọn đời tuổi Tân Hợi sự nghiệp. Người cầm tinh con lợn có tính độc lập cao, ham học hỏi. Họ lương thiện, giàu lòng nhân ái. Họ cũng là người trung thực, đáng tin cậy, thông minh, giỏi quan sát, có tư tưởng tiến bộ. Trong công việc, họ rất chuyên tâm. Một khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng, thoái chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Lời khuyên dành cho tuổi Tân Hợi là hãy vững lòng, học cách bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo. Biết bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Tử vi trọn đời tuổi Tân Hợi tình duyên, gia đạo. Về phương diện tình cảm, nam giới tuổi Tân Hợi khá ổn định. Khi đã xác định rõ tình cảm của mình thì họ không dễ dàng thay đổi. Tuy không phải là cao thủ tình trường nhưng vẫn có duyên nắm giữ trái tim phái nữ. Có lẽ chính tính cách chân thành trung thực của họ mới là điều khiến cho đối phương tin tưởng để trao gửi tình cảm. Nữ giới tuổi này là người dịu dàng, lương thiện. Họ giàu tình cảm, song bản chất lại là người mạnh mẽ cứng cỏi. Nhưng là con gái nên nữ tuổi Tân Hợi không tránh khỏi những khi yếu đuối trước tình yêu và bị chi phối bởi cảm xúc. Sau khi kết hôn, đây sẽ là mẫu phụ nữ của gia đình. Là người vợ hiền mẹ đảm, yêu chồng thương con. Trong tử vi, Hợi và Dần tạo nên một góc lục hợp, do đó Dần được gọi là lục hợp quý nhân của Hợi. Tuổi Tân Hợi nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con hổ để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Hợi còn hợp với người tuổi Mão và tuổi Mùi. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Hợi. Tử vi trọn đời tuổi Tân Hợi sức khỏe. Trong ngũ hành, tuổi Hợi thuộc hành thủy. Hành thủy đại diện cho thận trong cơ thể người. Vì thế mà những bệnh như thận hư, thận yếu đều có liên quan đến hành thủy trong ngũ hành. Người tuổi Hợi nên chú ý đề phòng các bệnh này. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Tân Hợi là Phật A-di-đà. Nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Phật A-di-đà che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Và bây giờ là vận trình vận mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng, người tuổi Tân Hợi sinh vào đầu xuân thường thông minh, có tướng hiển quý, làm nên sự nghiệp lớn, phúc lộc dồi dào, được mọi người kính trọng. Sinh tháng 2, người tuổi Tân Hợi sinh vào tiết Kinh Trập có thể trở thành bậc kiệt xuất. Đây là mẫu người thông minh, trí tuệ, tôn nghiêm, tinh lực sung mãn, cuộc đời được hưởng an lành. Sinh tháng 3, sinh vào tiết Thanh Minh, người tuổi Tân Hợi thường có thể chất mạnh,
chí khí cao, tự mình lập nên sự nghiệp, được mọi người yêu mến, kính trọng. Sinh tháng 4, tuổi Tân Hợi sinh vào tiết Lập Hạ là người trung hậu, ý chí kiên định, bản tính thông minh, nhanh nhẹn. Là người quyền quý cao sang, mọi việc như ý, số mệnh vô cùng tốt đẹp. Sinh tháng 5, sinh vào tiết Mang chủng thường là người tính tình nhu nhược, bảo thủ, không có khả năng đảm nhiệm những công việc lớn, vì vậy tuy họ có chút tài năng nhưng không có quyền lực. Người này cuộc đời nhìn chung bình lặng, về già mới được hưởng phúc. Sinh tháng 6, người tuổi Tân Hợi sinh vào tiết Tiểu Thử tính cách thiếu quyết đoán, không có ý chí vươn lên, vì vậy sự nghiệp khó thành. Số này cuộc đời bất ổn, họa phúc vô thường. Sinh tháng 7, sinh vào tiết Lập Thu là người sống độc lập, ghét chuyện thị phi, cuộc đời họ được hưởng vinh hoa phú quý. Sinh tháng 8 là người uy quyền, có tố chất của lãnh tụ, sự nghiệp phải trải qua thử thách mới được như ý. Sinh tháng 9, người tuổi Tân Hợi sinh vào tiết Hàn Lộ thường thiếu quyết đoán. Người này cuộc sống vật chất tương đối tốt. Sinh tháng 10 là người đoan chính, hiền hậu, tự lập, tự cường, được phúc trời ban, cuối đời thịnh vượng. Sinh tháng 11, người tuổi Tân Hợi sinh vào tiết Đại Tuyết thường có thân thể đầy đặn, trung thành, lễ nghĩa, danh lợi song toàn. Sinh tháng 12, sinh vào tiết Tiểu Hàn, người tuổi Tân Hợi tuy được lộc trời ban nhưng không có quyền lực. Lành ít dữ nhiều, cần đề phòng họa lớn từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Xem ngày sinh đẹp cát của người tuổi Tân Hợi có tác dụng dự đoán vận trình tốt xấu. Ngày sinh là một trong những yếu tố quan trọng, có sự ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Vì vậy mà xem bói ngày sinh hay xem ngày sinh đại cát của người tuổi Tân Hợi thực sự là thông tin thú vị cần thiết mà bản mệnh nên tìm hiểu. Trong khuôn khổ video này, kênh Tài Lộc TV xin đưa ra sự đoán hung cát để từ đó thành cơ sở luận số mệnh. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày mùng 4, có thiên phú thông minh nhanh nhẹn, vận trình hanh thông đẹp đẽ, dáng vẻ tự tin, ham học hỏi, mệnh có các tinh soi chiếu chủ về quyền thế và tài danh. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày mùng 6, bẩm sinh nhạy bén linh hoạt, thái độ ứng xử chân thành và đáng tin cậy. Người này có nhân duyên tốt, sự nghiệp thành công, thường có nữ quý nhân giúp đỡ, nên nương nhờ vào đó để phát huy tài năng của bản thân. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày mùng 7, trời sinh có năng lực lãnh đạo, được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Bất kể là nam hay nữ đều có tài, gánh vác trọng trách, đạt được thành tích lớn, có sự nghiệp rực rỡ. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 11, có cuộc đời phát triển như cảnh đẹp, tinh thần bất khuất cương nghị, trí tuệ vượt trội, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn gian nan để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 17, các vận chủ trì, trí lực đầy đủ, can đảm gan dạ, có đức có tài, giỏi về nhiều phương diện, cuộc đời ắt đạt danh lợi song toàn. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 24, giàu có đức độ, sinh ra đã mang tài năng thiên bẩm, thu hút được người khác làm việc cho mình, luôn được tôn kính, có thanh danh tốt, có tiền tài quyền thế. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 29, số mệnh cát tường, không cần lo lắng cái ăn cái mặc. An nhạc vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi thịnh vượng, một đời hanh thông trôi chảy. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 30, có trí lực siêu phàm, nhanh nhẹn hoạt bát, suy nghĩ chu đáo, giỏi đề ra kế hoạch, có sự nghiệp thành công, một đời quyền cao chức trọng, có danh tiếng vang xa. Xem giờ sinh phú quý cho người tuổi Tân Hợi. Giờ Tý, 23 giờ 1 phút H. Theo luận đoán tử vi, do Hợi Thủy và Tý Thủy sánh vai nên đa phần người tuổi Tân Hợi sinh giờ Tý có tướng mạo thanh tú, thông minh giỏi giang và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới. Do đó, những mối quan hệ xã giao khá rộng, cần tiết chế cảm xúc bản thân, tránh vướng vào những rắc rối tình cảm phức tạp. Giờ Sửu, 1 giờ 3 phút H. Phần lớn người tuổi Tân Hợi sinh vào giờ Sửu đều có số mệnh không gặp thời. Tuy nỗ lực hết mình vượt qua mọi gian khó để đạt được mục tiêu nhưng ít người giúp đỡ nên công danh sự nghiệp chỉ đạt mức trung bình. Ngoài ra, người này có lối sống khá tiêu cực, trọng tiền bạc vật chất hơn là tình nghĩa con người. Giờ Dần, 3 giờ 5 phút H. Tính tình người tuổi Tân Hợi sinh giờ Dần khá hung bạo, tuy dũng cảm nhưng kiêu ngạo tự mãn, lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ và không coi trọng người khác. Dù được người thân, bạn bè giúp đỡ nhưng tính tình ngang ngược nên khó làm nên việc lớn. Giờ Mão, 5 giờ 7 phút H. Vì Hợi Thủy sinh Mão Mộc, người sinh giờ này có cuộc sống hạnh phúc, phú quý, tài lộc dồi dào, mưu sự đại thành. Người này không những được gia đình hậu thuẫn mà ra ngoài còn có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển,
dễ có được cuộc sống giàu sang phú quý. Giờ Thìn, 7 giờ 9 phút H. Theo tử vi trọn đời 12 con giáp, người tuổi Tân Hợi sinh giờ này có tấm lòng lương thiện nhưng lại thích hư vinh, ưa sự hào hoa và thích được người đời xu nịnh. Ngoài ra, người này có số nổi tiếng, sống cuộc đời hạnh phúc an nhàn và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới. Giờ Tỵ, 9 giờ 11 phút H. Người tuổi Tân Hợi sinh giờ Tỵ có tính tình nóng nảy, làm việc quyết đoán và có xu hướng chuyên chế, độc đoán. Người này có sao Dịch Mã chiếu mệnh nên cũng phải đi xa cầu tài. Tuy nhiên, được quý nhân phù trợ nên dễ dàng gặt hái được thành công. Giờ Ngọ, 11 giờ 13 phút H. Sinh vào giờ Ngọ đa phần người tuổi Tân Hợi có kiến thức uyên thâm, thích nghiên cứu và có quyền cao chức trọng. Người này tuy nổi danh nhưng ít vận may về tài chính nên khó giữ tiền của, không thích hợp làm kinh doanh buôn bán. Giờ Mùi, 13 giờ 15 phút H. Bản mệnh người tuổi Tân Hợi sinh giờ Mùi có sao Bạch Hổ, chủ về phá tài, chiếu rọi nên cũng dễ hao tài tốn của. Người này thông minh lanh lợi, đầu óc linh hoạt nên dễ vang danh bốn phương, được mọi người yêu mến. Tuy nhiên đôi lúc khó tránh khỏi họa khẩu thiệt thị phi. Giờ Thân, 15 giờ 17 phút H. Phần lớn người tuổi Tân Hợi sinh vào giờ Thân đều khéo léo, đa tài, giỏi biện luận, số có danh tiếng trong xã hội. Cuộc sống của người này bình yên, hạnh phúc vì có gia đình hậu thuẫn và quý nhân phù trợ. Giờ Dậu, 17 giờ 19 phút H. Người tuổi Tân Hợi sinh giờ Dậu có vận thế vượng nhưng do Dậu Hợi xung hình nên trong cuộc sống gặp nhiều chuyện phiền phức, công danh sự nghiệp ở mức trung bình. Giờ Tuất, 19 giờ 21 phút H. Người tuổi Tân Hợi sinh giờ này có tình duyên và sự nghiệp song hành, đều thuận lợi, về già được hưởng phúc lộc con cháu. Người này tính tình vui vẻ, lạc quan nên cuộc đời khá bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió. Ngoài ra, cần đề phòng mắc các bệnh truyền nhiễm khi chuyển giao thời tiết. Giờ Hợi, 21 giờ 23 phút H. Người tuổi Tân Hợi sinh vào giờ bản mệnh Phạm Thái Tuế nên sự nghiệp nhiều thăng trầm. Bên cạnh đó, sao Chỉ Bối chiếu mệnh nên cần cẩn trọng khi kết giao bạn bè vì có kẻ lợi dụng lòng tin mà bội tín, lừa gạt tiền bạc. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 65 tuổi tới năm 70 tuổi. Trong công việc thì họ khá là quyết đoán, nhanh nhẹn và rất hay giúp đỡ mọi người. Do đó, thành công đến với họ rất thường nhanh. Tân Hợi là người đã trải qua khá nhiều chuyện trong cuộc sống. Do vậy, các bổn mạng sinh năm 1971 thường có kinh nghiệm sống rất dồi dào, chu đáo và còn biết cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, khi gặp phải trắc trở, Tân Hợi thường rất bình tĩnh và thận trọng trong cách giải quyết và khá dễ dàng vượt qua vấp ngã. Nhìn chung, nam và nữ Tân Hợi đều có nét tính cách hòa đồng, vui vẻ. Nhưng tính cách ấy thường được họ sử dụng như một lớp bọc che đi sự cô độc bên trong. Cứng rắn, mạnh mẽ nhưng thật ra nội tâm họ rất yếu mềm. Tuổi 55, năm 2025, Ất Tỵ. Công việc và tài lộc, năm đánh dấu sự ổn định trong sự nghiệp, đặc biệt thuận lợi cho các công việc liên quan đến tài chính hoặc đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân phá hoại. Sức khỏe, chú ý vấn đề tiêu hóa và chế độ ăn uống để tránh căng thẳng ảnh hưởng đến dạ dày. Gia đình hòa thuận, tình cảm vợ chồng được cải thiện, con cái mang lại nhiều niềm vui. Tuổi 56, năm 2026, Bính Ngọ. Công việc và tài lộc, một năm không có nhiều biến động lớn, tuy nhiên cần cẩn trọng khi đưa ra các quyết định tài chính lớn. Đây là thời điểm phù hợp để củng cố các mối quan hệ trong công việc. Sức khỏe, cần chú ý xương khớp và tăng cường vận động nhẹ nhàng. Gia đình tiếp tục êm ấm, có thể tổ chức các chuyến đi chơi xa để gắn kết mọi người. Tuổi 57, năm 2027, Đinh Mùi. Công việc và tài lộc, sự nghiệp vẫn duy trì ổn định. Một số người có cơ hội nghỉ hưu hoặc chuyển hướng sang các công việc nhẹ nhàng hơn. Tài chính dồi dào nhờ tích lũy trước đó. Sức khỏe, hệ miễn dịch yếu hơn, nên chú trọng bồi bổ và giữ ấm cơ thể vào mùa đông. Gia đình có thể xảy ra một số bất đồng nhỏ nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết nhờ sự kiên nhẫn. Tuổi 58, năm 2028, Mậu Thân. Công việc và tài lộc, có cơ hội mở rộng nguồn thu nhập từ các dự án kinh doanh hoặc đầu tư cũ. Tuy nhiên, không nên mạo hiểm với các lĩnh vực mới. Sức khỏe, đề phòng các bệnh mãn tính liên quan đến huyết áp và tim mạch. Gia đình, đón nhận tin vui từ con cháu, gia đình thêm gắn kết và hạnh phúc.
tuổi 59, năm 2029, Kỷ Dậu. Công việc và tài lộc, đây là thời điểm thích hợp để giảm tải áp lực công việc, tập trung vào các hoạt động thư giãn hoặc sở thích cá nhân. Sức khỏe, chú ý chăm sóc mắt và các vấn đề về thần kinh. Gia đình hòa thuận, có nhiều dịp đoàn tụ và chia sẻ niềm vui. Tuổi 60, năm 2030, Canh Tuất. Công việc và tài lộc bước vào giai đoạn an nhàn, không còn nhiều áp lực về tài chính. Tài sản tích lũy trước đó đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định. Sức khỏe, nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt chú ý đến hệ xương khớp và đường tiêu hóa. Gia đình, tình cảm gia đình ấm áp, con cháu hiếu thảo và mang lại nhiều niềm tự hào. Tuổi 61, năm 2031, Tân Hợi. Công việc và tài lộc, không còn bận tâm đến công việc, hoàn toàn tập trung vào việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Sức khỏe, chú ý các bệnh tuổi già liên quan đến hệ bài tiết. Gia đình tiếp tục là nguồn động viên lớn, nhận được sự quan tâm và yêu thương từ con cháu. Tuổi 62, năm 2032, Nhâm Tý. Công việc và tài lộc, tiếp tục tận hưởng cuộc sống an nhàn. Có thể tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc từ thiện để cảm nhận ý nghĩa cuộc sống. Sức khỏe, đề phòng cảm lạnh và các bệnh về đường hô hấp. Gia đình, các mối quan hệ gia đình gắn bó, tạo nên một không khí đầm ấm, hạnh phúc. Tuổi 63, năm 2033, Quý Sửu. Công việc và tài lộc, tài chính không có biến động lớn, nên tập trung quản lý tài sản để tránh rủi ro. Sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung canxi để xương chắc khỏe. Gia đình là nguồn động viên lớn, con cháu trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Tuổi 64, năm 2034, Giáp Dần. Công việc và tài lộc, cuộc sống ngày càng ổn định hơn, không có áp lực về kinh tế. Sức khỏe, cần duy trì việc tập thể dục nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe tổng thể. Gia đình tiếp tục là nơi mang lại sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống. Tuổi 65, năm 2035, Ất Mão. Công việc và tài lộc, hoàn toàn an nhàn, không còn phải lo nghĩ về công việc. Đây là thời gian tận hưởng những giá trị tích lũy trong cuộc đời. Sức khỏe, chăm sóc các vấn đề liên quan đến huyết áp và tim mạch. Gia đình hòa thuận, con cháu yêu thương và hiếu thảo. Tuổi 66, năm 2036, Bính Thìn. Công việc và tài lộc, có thể tham gia các hoạt động từ thiện hoặc hỗ trợ con cháu trong việc quản lý tài chính. Sức khỏe, duy trì các thói quen tốt về ăn uống và vận động để giữ gìn sức khỏe. Gia đình, được con cháu kính trọng, gia đình êm ấm và tràn ngập niềm vui. Tuổi 67, năm 2037, Đinh Tỵ. Công việc và tài lộc, không còn áp lực tài chính, hoàn toàn tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống. Sức khỏe, đề phòng các bệnh liên quan đến hệ thần kinh và giấc ngủ. Gia đình, quan hệ gia đình bền chặt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tuổi 68, năm 2038, Mậu Ngọ. Công việc và tài lộc, đây là thời điểm lý tưởng để tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc phát triển sở thích cá nhân. Sức khỏe, chú trọng các bài tập nhẹ nhàng và thư giãn tinh thần để duy trì sức khỏe. Gia đình là niềm vui lớn, con cháu yêu thương và chăm sóc. Tuổi 69, năm 2039, Kỷ Mùi. Công việc và tài lộc, cuộc sống an nhàn, không còn bận tâm về tài chính, nên tập trung vào việc sống vui khỏe. Sức khỏe, chăm sóc các vấn đề về hệ bài tiết và huyết áp. Gia đình viên mãn, được con cháu yêu thương và trân trọng. Tuổi 70, năm 2040, Canh Thân. Công việc và tài lộc, đánh dấu cột mốc tuổi 70, không còn lo lắng về kinh tế, cuộc sống bình an và thoải mái. Sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động nhẹ. Gia đình là điểm tựa tinh thần lớn, hạnh phúc trọn vẹn bên con cháu. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Mỗi con giáp đều có một vị Phật bản mệnh riêng, luôn dõi theo và che chở, bảo hộ. Đây là thủ hộ thần mà không con giáp nào giống con giáp nào, người tuổi Tân Hợi thờ Phật nào. Phật A-di-đà chính là vị thần luôn ở bên phù hộ cho con giáp này. Phật A-di-đà là giáo chủ Tây Phương tịnh thổ thế giới, cùng Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát hợp xưng Tây Phương Tam Thánh. Ngài nắm giữ linh lực rất mạnh, có thể trợ giúp bản mệnh nâng cao khả năng giao tiếp. Dù ở độ tuổi nào thì người tuổi Tân Hợi cũng đều có lúc ô hai đối diện với khó khăn,
Nếu đeo bản mệnh Phật A-di-đà, bạn sẽ cảm thấy giảm bớt được áp lực, vô hình chung tăng cường sức mạnh để vượt qua trở ngại, có thể đạt thành tâm nguyện. Người sinh năm 1971 xét về Can Chi là năm Tân Hợi, tức tuổi con lợn. Năm sinh tuổi Hợi này được tính từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Như đã nói ở trên, người sinh năm 1971 thuộc mệnh Kim. Do đó, màu sắc hợp mệnh sẽ là màu hợp với mệnh Kim. Màu tương sinh, thổ, vàng, vàng nâu, nâu đất. Màu bản mệnh, kim, trắng, xám, bạc. Màu kém may mắn, thủy, đen, xanh dương. Màu kỵ, mộc, hỏa, xanh lá cây, đỏ, cam, tím, hồng. Nếu bạn muốn lựa chọn màu xe, trang phục, trang trí nhà cửa hay mua vòng tay phong thủy cũng có thể chọn những gam màu tốt lành nêu trên để mang lại may mắn cho chính mình. Việc chọn được những con số phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi sẽ giúp bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 dễ dàng trong các lựa chọn trong cuộc sống để gặp nhiều may mắn. Theo tử vi, những con số may mắn với tuổi Tân Hợi sẽ là nam mệnh hợp các số 2, 5, 8, 9, nữ mệnh hợp các số 1, 3, 4. Sinh năm 1971 hợp tuổi nào? Theo xưa đến nay, việc xem tuổi hợp, tuổi khắc trong hôn nhân cũng như làm ăn là một trong những yếu tố rất được coi trọng. Người ta tin rằng hai người có tuổi hợp nhau thì có thể xây dựng được hôn nhân hạnh phúc bền lâu, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc. Ngược lại, hai người khác tuổi nhau thì làm việc gì cũng không thuận, thậm chí có thể sẽ gây ra nhiều tai ương cho cả hai bên, ví dụ như hôn nhân trục trặc, làm ăn thua lỗ. Tuổi hợp trong hôn nhân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Dậu. Trong làm ăn kinh doanh, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, tuổi kỵ trong tất cả các lĩnh vực, Nhâm Tuất, Mậu Thìn. Tuy nhiên, những thông tin về mệnh khắc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo để mọi người cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn người nên duyên vợ chồng hoặc hợp tác làm ăn. Nên nhớ hôn nhân có hạnh phúc, có bền chặt hay không phải đến từ tình cảm, sự thấu hiểu, cảm thông, tin tưởng của hai bên hoặc việc hợp tác có hanh thông ra sao còn dựa vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ do hợp tuổi, hợp mệnh nào cả. Sinh năm 1971 hợp hướng nào? Xem hướng nhà hợp tuổi để gia chủ tuổi Canh Tý 1960 đưa ra lựa chọn phù hợp khi muốn xây nhà, đặt bếp, đặt bàn làm việc, đặt vị trí hòn non bộ, bể cá. Nam mệnh Tân Hợi 1971 hợp với hướng nào, kỵ hướng nào? Hướng hợp, hướng Đông Bắc sinh khí, hướng nhà này vốn rất tốt về đường tài lộc và điền sản. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của sao mộc nên sau này sẽ kém đi đôi chút, bản mệnh nên chú ý hơn trong lĩnh vực đầu tư, làm ăn. Hướng Tây Bắc Phúc Đức, hướng nhà này rất tốt với bản mệnh, làm ăn kinh doanh thuận lợi, vượng phát, con cháu giỏi giang, hiếu thảo, gia đình hài hòa viên mãn lâu dài. Hướng Tây Thiên Y, hướng nhà này âm vượng ác dương nên ít con trai nhiều con gái, ban đầu làm ăn khá tốt nhưng sau đó giảm dần. Ưu điểm lớn nhất là gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Hướng không hợp, hướng Tây Nam phục vị, hướng này lúc đầu tuy có tốt nhưng về sau sẽ càng ngày càng kém. Nam giới đoản thọ, nữ giới đứng ra nắm quyền và nhiều người rơi vào cảnh quá bụa. Hướng Bắc tuyệt mệnh, đây là hướng nhà xấu, chủ về suy bại, kinh tế sa sút, sức khỏe yếu kém, con trai thứ đoản mệnh. Hướng Đông Nam ngũ quỷ, gia chủ cũng cần phải tránh hướng nhà này, nếu không dễ lâm vào cảnh nghèo túng, công việc không thuận, gia đình bất hòa, có tranh chấp về tài sản, ít nhân đinh, người mẹ đau ốm. Hướng Đông họa hại, hướng nhà này ban đầu làm ăn khấm khá nhưng sau đó sút kém dần, sức khỏe yếu kém, dễ ốm đau bệnh tật, ẩn chứa nhiều tai họa. Hướng Nam lục sát, hướng nhà này chỉ tốt được khoảng thời gian đầu, về sau gia chủ dễ chịu nhiều hung họa, do dương khí quá yếu nên ít con trai, nếu có cũng chết trẻ. Nữ mệnh Tân Hợi 1971 hợp với hướng nào, kỵ hướng nào? Hướng hợp, hướng Bắc, sinh khí, xem hướng nhà theo tuổi, đây là hướng nhà rất tốt, mang lại nhiều phúc, lộc, thọ vẹn toàn cho gia chủ. Hướng Đông Phúc Đức, nếu chọn hướng nhà này, mọi sự ổn định, sức khỏe dồi dào, dù bệnh tật cũng có thể may mắn vượt qua. Hướng Nam, Thiên Y, mang lại sự viên mãn trong quan hệ gia đình, tình yêu cho bản mệnh, giúp sức khỏe được cải thiện, gặp thiên thời, địa lợi nên làm việc gì cũng thuận lợi. Hướng Đông Nam,
Phục vị nhận được sự củng cố về sức mạnh tinh thần, gia chủ thi cử đỗ đạt, được quý nhân phù trợ. Hướng không hợp, hướng Tây Bắc, họa hại, hướng nhà này có hung khí, người nhà dễ xảy ra bất trắc, thị phi, làm ăn kinh doanh thất bại. Hướng Đông Bắc, tuyệt mệnh, hướng nhà này cực xấu với tuổi Tân Hợi nữ mệnh sẽ gây ra kinh doanh thất bại, công việc trắc trở, dễ vướng tranh cãi, tai họa. Hướng Tây, lục sát, hướng nhà này có sát khí, để gia chủ vướng vào trục trặc trong quan hệ tình cảm, dễ nảy sinh thù hận, kiện tụng, tai nạn. Hướng Tây Nam, ngũ quỷ, hướng nhà xấu này cũng sẽ gây ra nhiều tai họa như phá sản, bệnh hoạn, tai họa. Tuổi Tân Hợi 1971 được Phật A-di-đà hộ mệnh, nếu muốn cuộc sống bình an, gặp nhiều may mắn, gia đình hòa hợp, tiền bạc dư giả thì quý bạn nên làm nhiều việc thiện. Đồng thời hãy mang theo mặt Phật bản mệnh A-di-đà bên mình để được che chở, mọi việc tốt sẽ được chứng giám. Tuổi Tân Hợi 1971 mệnh kim nên chọn mặt Phật làm từ bạc, hành kim là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng, hành kim. Quý bạn có thể chọn mặt Phật bản mệnh A-di-đà làm từ ngọc nephrite hoặc ngọc dây, bởi các sản phẩm từ ngọc sẽ phù hợp với tất cả các mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy, được làm từ đá tự nhiên, mang nguồn năng lượng tốt cho sức khỏe và tinh thần quý bạn. Tuổi Tân Hợi 1971 nên chọn các loại vòng tay đá màu trắng, xám, vàng nhạt thuộc hành kim, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu nâu, vàng đậm thuộc hành thổ, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Lời nhắc cải mệnh cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Làm người chớ mắc phải ba sai lầm nghiêm trọng này. Kinh dịch có câu, đức bạc nhi vị tôn, trí tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhâm trọng, tiền bất cập hỷ. Đại ý là người có đức hạnh nông cạn mà ngồi ở ngôi cao, trí tuệ thấp mà lại đi mưu tính đại sự, năng lực nhỏ mà mang trọng trách trên thân, người như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đức mỏng mà ở ngôi cao. Cổ nhân nói, đức không xứng vị tất có tai ương. Nếu một người có đức hạnh nông cạn mà thân lại ở ngôi cao thì chẳng những không ngồi vững mà còn tự hại chính mình. Trong Tư Trị Thông Giám có một câu chuyện viết thế này. Vua nước Tấn muốn tuyển chọn một người con trai để kế thừa ngôi vị. Con trai của quốc quân tên gọi Trí Ngọc, là người có thân hình cao lớn, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, quả cảm giỏi ăn nói, rất được vua yêu mến. Thế nhưng, Trí Ngọc lại không có tấm lòng nhân hậu. Các quan đại thần khuyên rằng, nếu Trí Ngọc lên ngôi thì quốc gia nhất định gặp tai họa. Thế nhưng quốc quân không nghe theo mà cố ý đem ngôi vị truyền cho Trí Ngọc. Sau khi Trí Tuyên Tử qua đời, Trí Ngọc lên ngôi, không đối xử nhân đức với dân, hà khắc khắc khe với sĩ phu, còn khiến quốc quân các nước khác nổi giận. Cuối cùng nước Tấn đã bị Hàn, Triệu, Ngụy hợp sức đánh bại, không chỉ bản thân Trí Ngọc bị giết mà gia tộc cũng diệt vong. Từ câu chuyện này, Tư Mã Quang đã đưa ra một đạo lý, đức không xứng vị tất có tai họa. Trong kinh dịch cũng giảng, hậu đức tải vật, đức dày chở vạn vật. Phẩm đức của bậc quân tử dày như đất thì mới có thể chở được vạn vật. Ngôi vị càng cao thì khảo nghiệm về phương diện đức hạnh cũng càng lớn. Thân ở ngôi cao, chỉ khi phẩm đức không có vấn đề mới có thể khiến người người tâm phục khẩu phục, mọi việc mới thực thi được tốt. Trí tuệ kém cỏi mà mưu tính đại sự. Nếu muốn có thứ gì đó thì người này phải sở hữu trí tuệ tương xứng. Làm tốt việc trong khả năng đã không phải là việc dễ dàng, cho nên nếu muốn phát triển ở một nơi mà bản thân không hiểu rõ thì là việc quá mạo hiểm. Điều quan trọng là bạn phải tự nhận thức ra điều này, không hiểu thì chớ giả vờ hiểu. Nếu bản thân không khống chế được thì cũng chớ dùng vũ lực can thiệp. Sức lực yếu mà gánh quá nặng. Trang Tử từng kể một câu chuyện như thế này. Một lần, Tề Trang Công đi săn ở bên ngoài, ông nhìn thấy một con bọ ngựa trắng ở phía trước xe, giơ chân lên định đấu với bánh xe. Người đánh xe nói, loại côn trùng này là như thế đấy, không suy nghĩ xem bản lĩnh của mình ở đâu mà cứ đòi phân cao thấp với người khác. Đây cũng là câu chuyện châu chấu đá xe mà người đời sau dùng nó để hình dung một người đánh giá quá cao về năng lực của mình. Có một câu cách ngôn là, bàn tay rộng bao nhiêu, bát rộng bấy nhiêu. Bàn tay nhỏ mà cầm chiếc bát lớn, không chỉ khó khăn mất sức mà còn dễ dàng làm vỡ. Cho nên chúng ta phải làm mọi việc theo khả năng của mình, có bao nhiêu năng lực thì nguyện làm bấy nhiêu thôi. Khi lực chưa đủ thì chớ ngại lặng yên tích lũy sức mạnh. Tùy tiện đi thực hiện chỉ có thể làm hỏng việc. Điều khó khăn nhất trong đời là hiểu chính xác về bản thân.
Đời người giống như một chớp mắt thoáng qua, cho nên chớ đặt mục tiêu quá cao và cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Hãy tìm đúng vị trí của mình, làm những gì có thể và nên làm, sống một đời an nhiên tự tại, vậy là đạt được hạnh phúc rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.